Mình xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Hôm trước các bạn đã nghe về loài cá sấu nước mặn rồi phải không nào? Tiếp tục là một loài cá sấu rất nổi tiếng, đó chính là cá sấu sông Nin. Cá sấu sông Nin có tên khoa học là Crocodilus nauticus. Nó có nguồn gốc là cá sấu nước ngọt, phân bố chủ yếu ở châu Phi và nó có mặt trên 26 quốc gia. Loài cá sấu này còn sống ở miền nam sa mạc Sahara và trên đảo Madagascar. Môi trường sống của chúng là các hồ nước, sông, đầm lầy tại trung tâm, phía đông và phía nam của lục địa. Mặc dù có thể sinh sống trong môi trường nước mặn nhưng rất hiếm khi thấy trường hợp này. Thỉnh thoảng còn thấy chúng ở vùng châu thổ và nơi nước lợ. Phạm vi của loài này từng trải dài về phía bắc trong suốt sông Nin đến tận phía bắc đồng bằng sông Nin. Cá sấu sông Nin là một loài bò sát lớn thứ hai trên thế giới sau cá sấu nước mặn. Một con cá sấu được trưởng thành có chiều dài từ 2,94 đến 4,4 mét và có cân nặng từ 225 đến 414,5 kg. Hiếm có trường hợp dài trên 5 mét, nhưng đã từng có trường hợp được ghi nhận là một con cá sấu dài tới 6,45 mét và có cân nặng tới 1089 kg. Giống như cá sấu nước mặn, cá sấu sông Nin là loài lưỡng hình giới tính. Con cái có kích thước nhỏ hơn con đực khoảng 30%. Chúng có lớp da dày và được bao bọc bởi lớp vảy rất chắc chắn. Cá sấu sông Nin là một kẻ săn mồi đỉnh của đỉnh. Chúng rất hung dữ và có thể săn hầu hết mọi con vật trong phạm vi sống của chúng. Chúng là những kẻ săn mồi phục kích, có thể đợi hàng giờ, hàng ngày, thậm chí hàng tuần để đến thời điểm thích hợp để tấn công. Chúng là những kẻ săn mồi nhanh nhẹn và chờ đợi cơ hội cho con mồi đến ngay trong tầm tấn công. Thức ăn của chúng thường là cá, bò sát, chim và động vật có vú khác. Cá sấu sông Nin rất kiên nhẫn và chờ cho đến lúc cơ hội đến. Ngay cả những loài vật nhanh nhẹn cũng không lường trước được sự nguy hiểm. Vũ khí vô cùng lợi hại của chúng là hàm răng chắc khỏe với 64 đến 69 chiếc răng sắc nhọn hình nón, có thể găm sâu vào thịt con mồi. Các bạn biết không, theo một công bố thì lực cắn của cá sấu sông Nin có thể lên tới 5.000 PSI đấy các bạn. Quá khủng khiếp phải không các bạn? Khi con mồi của chúng đã chết, chúng xé toạc và ăn từng tảng thịt to. Khi nhóm cá sấu sông Nin chia sẻ thức ăn, chúng sử dụng nhau như đòn bẩy, cắn nhau vào cơ thể con mồi và sau đó vặn xoắn cơ thể chúng để tách ra những tảng thịt lớn. Con đực đạt đến độ tuổi trưởng thành sinh dục khi chúng dài khoảng 3 mét, trong khi đó con cái dài khoảng 2 đến 2,5 mét. Điều này diễn ra vào khoảng năm thứ 10 cho cả hai giới trong điều kiện bình thường. Giống như hầu hết các loài bò sát khác, cá sấu sông Nin đẻ trứng sau 2 tháng giao phối. Chúng được bảo vệ bởi những con cái. Việc làm ổ để đẻ diễn ra trong tháng 11 hoặc tháng 12 là mùa khô ở miền Bắc châu Phi và là mùa mưa ở miền Nam. Các chỗ ưa thích làm ổ là các bờ cát, bờ sông hay các chỗ khô ráo. Con cái đào lỗ cách bờ sông vài mét và sâu khoảng 50cm và đẻ từ 25 đến 80 quả trứng. Số lượng trứng dao động theo từng quần thể nhưng trung bình khoảng 50 quả. Trứng được ấp khoảng 3 tháng. Trước khi chào đời, con non bao giờ cũng phát ra các tiếng kêu nhỏ. Đây là tín hiệu để con mẹ phá bỏ ổ. Nếu nhiệt độ trong ổ là thấp hơn 31,7 độ C hay cao trên 34,5 độ C, con non sinh ra sẽ là con cái. Con đực chỉ có thể sinh ra khi nhiệt độ nằm trong khoảng 31,7 đến 34,5 độ C. Con non dài khoảng 30cm khi mới sinh. Cá sấu mẹ sẽ bảo vệ chúng cho đến khi chúng được 2 năm tuổi. Tuổi thọ của cá sấu sông Nin chưa được xác định rõ, nhưng thường các loài to lớn như cá sấu sông Nin thì có tuổi thọ khoảng 70 năm hoặc hơn thế. Mình hy vọng rằng sau khi xem video này, các bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin thú vị từ loài bò sát trên sông Nin này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.